Hai, xin chào các bạn yêu thích về biển nha. Mình là Philip. Mình cũng là một người rất là yêu thích về biển. Đồng hành cùng mấy anh biển này cũng được hơn một năm nha các bạn. Dưới đây là những cái rặng san hô ở dưới đáy biển. Đến đổi thì mình cũng hay đi lặn ngắm san hô ở dưới đáy biển. Tầm nước tầm khoảng 5 mét nha các bạn. Còn đây là những cái con còi dương mai. Đây là cái mánh con còi dương mai đây. Trải nghiệm cuộc sống cùng với những anh em lặn biển chuyên nghiệp. Mình cũng đầu tư cho mình một cái máy lặn nha. Nó có thể lặn từ 5 mét trở lại. Bữa nay thì lặn nhổ những cái con còi dương mai này. Những cái con còi chỗ này thì nó khá là to nha các bạn. Nó chỉ lú lên mặt đất có một chút thôi. Cạy bằng tay thì rất là vất vả. Thường mấy anh chuyên nghiệp ảnh sẽ có một cái dụng cụ chuyên dụng riêng để mà nhổ mấy con còi dương mai này. Khung cảnh ở dưới đáy biển nhìn rất là đẹp. Đây là những cái cây lá hẹ. Những cái cây lá hẹ này giống như là một cái khu rừng ở dưới đáy biển này nha các bạn. Có nhiều cái động vật biển sinh sống, như là những cái con ghẹ, con còi dương mai, con sò lông, sò dẹo, sò cò, sò chôm. Rất là đa dạng phong phú. Buổi sáng mà đi lặn biển á, thì mình bắt những cái con sò này nha. Còn muốn bắt cá cho nó thì mình sẽ lặn vào buổi tối. Tại vì mà khi buổi tối đó thì cá nó sẽ ngủ, mình bắt nó dễ dàng hơn. Còn buổi sáng này thì nó chạy nhanh dữ lắm. Buổi sáng này thỉnh thoảng thì có thể đi bắn cá, sắm cái súng bắn cá dưới nước. Cuộc sống của những anh em biển mặc dù rất là vất vả, nhưng mà đổi lại là được nhìn thấy những cái khung cảnh rất là đẹp ở dưới đáy biển sâu. Mỗi cái tầng nước thì có những cái sinh vật sống khác nhau. Còi dương mai này thì nó sống tầm khoảng tầm nước từ 5 mét trở lại nha. 5 mét, 3 mét, 2 mét thì nó sống nó có rất là nhiều. Sâu hơn thì nó ít. Mấy cái còi dương mai này ở dưới rạch vẹm thì người ta hay nhổ, còn người ta sẽ chẻ cái còi ra, người ta bán. Người ta bán vào những cái nhà bè bán thì người ta thu vào tầm giá 170-180 nha các bạn. Còn thông thường mà bán lẻ ở trên các trang mạng thì giá tầm khoảng dao động từ 200 cho đến 250 nha. Một ký còi hết trơn á, để mà được một ký còi á thì mình phải chẻ tầm khoảng là hai con còi dương mai nha các bạn. Nhổ lên rồi sau đó chẻ rồi lấy còi bán, trung bình là 200 con một ký còi. Một ký còi bán được 200.000 nha, vừa tốn con nhổ vừa tốn con chẻ nữa, cũng khá là vất vả. Còi dương mai này thì thường thường người ta sẽ nướng nha, nướng mỡ hành, hoặc là lấy cái còi đó đó, lấy cái sâu rồi mình xỏ sâu, mình nướng dưới đậu bắp đậu đó, chấm với nước chấm hải sản thì ăn rất là thơm, rất dai, rất là ngon. Có những cái con còi nó nằm sâu ở dưới, mà bữa nay là mình nhổ bằng cái bao tay của mình. Cái bao tay của mình là cái bao tay rất là dày nha, loại tốt, nhưng mà nhổ cũng rất là vất vả. Phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng thì nó sẽ nhanh dễ hơn nhiều. Lặn ở dưới đáy biển này thì thời gian trôi qua rất là nhanh nha. Mãi mê ngắm cảnh, lê quay là qua mất một tiếng. Thì thông thường mình lặn tầm khoảng
một tiếng đến một tiếng rưỡi hoặc là nửa tiếng thôi thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Còn ở dưới nước thời gian lâu quá đó thì nó cũng không tốt lắm. Bên này thì mình bắt gặp được một con sao biển. Sao biển ở khu vực rạch Vẹm, Mũi Hàm Rồng thì rất là nhiều. Rạch Vẹm này cũng là một cái nơi mà du lịch rất là nổi tiếng. Khung cảnh ở đây thì rất là đẹp. Các bạn mà có dịp đến Phú Quốc thì nhớ ghé rạch Vẹm vào những cái nhà bè để mà thưởng thức những cái món hải sản và chiêm ngưỡng những cái khung cảnh ở đây. Đặc biệt là buổi chiều buông xuống thì hoàng hôn rất là đẹp. Ở đây thì mình vừa ngắm hoàng hôn, vừa ngắm được bình minh nha các bạn. Trải nghiệm cuộc sống cùng những cái người dân ở biển đảo, mưu sinh nhờ vào ghe. Thì ở biển này thì thông thường người ta sẽ làm rất là nhiều món. Có người thì đánh cá, có người thì câu mực, có người thì lưới ghẹ, có người thì lặn. Rất là đa dạng và phong phú. Nguồn tài nguyên ở biển cũng rất là dồi dào nha các bạn. Một cái điều đặc biệt nữa là dân ở biển người ta sẽ sống khỏe khoảng 6 tháng. 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Thì trong 6 tháng nắng đó, tầm khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau á, thì là cái mùa biển là mùa thịnh nha. Mùa này thì ngư dân có thể làm ăn sinh sống, kiếm cơm kiếm cháo đồ cũng rất là dễ. Còn bước sang 6 tháng mưa thì rất là vất vả hả các bạn. Đặc trưng ở đảo Phú Quốc, 6 tháng mưa thì mưa thường xuyên, sóng gió bão bùng. Nên đa số là 6 tháng mưa thì những anh em biển là tìm chỗ để mà neo đậu tàu bè cho an toàn và lên bờ nghỉ ngơi nha, chứ không có đi biển kiếm cơm được. Làm biển thấy vậy chứ vất vả lắm nha. Mình thì đi trải nghiệm, học hỏi, giao lưu thôi nên cũng không có cảm nhận được hết. Nhưng mà mấy anh em biển thì mình thấy là thức đêm dậy sớm để mà săn bắt những cái con thủy hải sản ở dưới đáy biển, rồi lên phải tìm chỗ bán nữa nha. Nói chung là rất là khó khăn. Nghề biển này thì người ta hay nói là cái nghề bà cậu. Dân biển thì họ có một cái niềm tin như vậy. Thêm cái nữa là mình cũng nghe nhiều người nói thôi nha, nghề bà cậu này thì ít có ai mà giàu được lắm. Đối với những cái niềm tin của những cái người dân biển, mà ở biển thì mình cảm nhận một cái nguồn năng lượng rất là mạnh. Cảnh rất là đẹp, mỗi lần ngắm biển là thấy rất là thích. Đặc biệt thì nước biển thì nó cũng có nhiều công dụng nữa nha, nó tốt cho da. Lúc này là mình đang ở trên ghe đây, cầm cái con lưỡi xổm. Đây là cái anh thợ lặn, ảnh mở cái con còi dương mai. Bên trong của con còi dương mai nè, trước khi lặn ở dưới thì mỗi người đeo sợi chì tầm khoảng 8kg đến 10kg nha. Đây, còi dương mai nha các bạn. Còi dương mai này bổ ra ăn sống rất là ngon luôn. Mình thì mình thấy là còi dương mai này là ăn sống là ngon nhất nha. Thì hôm bữa mình có bán mấy con còi dương mai này đó, mình cũng có lặn nữa, với lại liên kết với một số anh em thợ lặn để mà lấy còi dương mai này bán với giá là một con 2.000, nhưng mà mình bán là 20 con 50.000, 50 con 100k nha. Bán nguyên con vậy đó các bạn, về làm gì đó thì làm, để mà ăn trải nghiệm. Ăn cái còi trắng trắng thì nó cũng rất là ngon. Bên này là những cái con sò dẹo. Cuộc sống lên đên trên biển tuy vất vả mà vui. Thường thì đi ghe đi biển thì khoảng trên 2 người nha, 2-3 người, 3-4 người anh em cùng nhau đi, rồi cùng nhau kiếm cơm, rồi phân chia với nhau. Anh này là đang mở cái con này là cái con lưỡi xuống nha các bạn.
con lưỡi xuống thì nướng mỡ hành nó sẽ ngon hơn còi dương mai. Con này nó có giá trị cao hơn nha, nó có giá trị tầm một con tầm 5-7 ngàn đó, tại vì cái còi nó to hơn còi dương mai, với lại thịt ở trong nó là mình ăn được hết. Những cái nhà bè ở trên Phú Quốc người ta nuôi những cái con cá này, người ta dùng cái môi trường nước có sẵn, người ta nuôi bè những cái con cá, với lại ở đây có nguồn thức ăn sẵn đấy nha. Xuyên xuyên thì người ta có thể đi đánh bắt những cái con cá nhỏ để cho những cái con cá lớn này ăn, lại thu mua vào giá rẻ. Trời xanh mây trắng, nước trong tới đáy. Nhà bè này là nhà bè Ngọc Diễm ở Rạch Vẹm nha. Bên này có những cái lồng bên trái bên phải nè, là người ta nuôi cá. Cá ở đây nó gặp mình đến nó tưởng nó cho ăn thì nó gọi là rất là rộn ràng. Những cái bè ở đây thì người ta cũng khai thác cho du lịch nha các bạn. Đấy, các đoàn khách trong nước và ngoài nước thì thường thường người ta cũng ghé thăm những cái nhà bè trên này để mà tham quan ngắm cảnh, chụp hình với lại thưởng thức. Có những cái giá cả nó khác nhau tùy theo chủ bè người ta quy định. Mình hôm nay cũng làm YouTuber về biển trên một năm nha các bạn. Xin theo ghe thì có người cho người không, thì mình cũng đi được nhiều món, đánh lưới cá chích, câu mực đêm, đánh lưới mực, rồi lặn biển. Mình thì thích lặn biển nên là học cái món lặn biển, lặn tầm khoảng 10 mét trở lại, học về những cái kỹ thuật để gánh gỏi đồ này kia. Có thể đi lặn biển, thứ nhất là ngắm cá, ngắm cảnh dưới đây biển, quay phim cũng rất là đẹp. Lâu lâu cũng có thể bắt được con này con kia, kiếm cơm cháo. Ở đây thì mình đang review mấy cái con hải sản ở dưới biển nha các bạn. Mấy con này bữa nay thì mình với hai anh em nữa nướng mỡ hành để mà ăn review thưởng thức nó như thế nào. Ở trên cái lò nướng thì có con sò chôm, sò dẹo, mai giấy, lưỡi xuổng. Bữa nay mình với mấy anh em nữa nướng mấy con này, nướng mỡ hành với lại đậu phộng. Đây mời các bạn cùng mình thưởng thức cái con sò chôm nha. Con sò chôm này thì mình nướng mỡ hành mình ăn được hết luôn nha các bạn, cả còi cả thịt đều hết nha, ăn rất là ngon. Mình ăn tầm khoảng 7 con đến 10 con thì cảm thấy là no rồi nha. Thấy nó nhỏ như vậy chứ nó rất là bổ, rất là béo. Ăn thì thịt nó ngọt ngọt, dai dai, cũng rất là thú vị. Tiếp tục thưởng thức con này là con mai giấy nha. Con mai giấy với con còi dương mai với con lưỡi xuổng, ba con này nó giống giống nhau. Cái còi nó cũng tương đương với nhau. Còn cái con lưỡi xuổng thì là cái còi to nhất, ngon nhất nha, cũng là con mắc nhất. Cái con gì là cái con mai giấy, còn cái con ba là cái con còi dương mai. Bên này là con mình cũng đang thưởng thức cái con sò dẹo đây. Đây là một số hình ảnh của những cái sản phẩm từ biển. Đây, sò dẹo, sò chôm, lưỡi xuổng. Đây, mấy anh em đang chuẩn bị xuống lặn. Lưỡi xuổng bên trong, cái còi của con lưỡi xuổng. Đây là những cái bao còi dương mai. Đây, đồng hành cùng anh thở lặng nha. Đây là cái dụng cụ để mà nhổ còi dương mai. Đây, con còi mình, những cái con sò chôm đấy cũng rất là to nè. Đây là con sò lông. Sò lông này giá trị nó là rất cao nha. Những cái món ăn từ còi dương mai có thể là ăn chung với bún vậy. Bên này là những cái hình ảnh với một cái bò bè cá, mỡ hành, đậu phộng, sò chôm. Bên trong của con sò chôm nhìn rất là hấp dẫn, ăn bổ béo ngon. Lưỡi xuống, đây là còi dương mai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bạn nào yêu thích về biển có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.